Hello, xin chào mọi người. Hôm nay em đến cửa hàng quay giới thiệu mọi người ít đài cassette nhá. Ở đây có một chiếc đài Hitachi có TV nhá. Đó thì nó con này giá khoảng gần 2 triệu Việt Nam đồng bên Nhật nhá. Chưa bao gồm vận chuyển. Đấy, nhưng mà nó bị mất một vài cái nút ở đây nhá. Mất một cái nút này. Mất một cái nút này nhá. Đây nút này, đây. Nút hai nút này, tăng giảm âm lượng này, mấy nút chỉnh tông này. Đấy. Chiếc đài này thì hỗ trợ 90 FN 90 nhé. Đây trên này có chạy đây, trên này còn khá là mới nhé. Nhìn rất khá là mới này. Chạy đát nha mọi người nhé. Tăng đây là băng cassette. Bao nhiêu năm rồi vẫn rất là mới. Đó. Chiếc này bị mất mấy cái nút này. Bây ví dụ như tìm xác, em mua đấu giá tìm xác rồi có khả năng may ra gặp. Đấy, chiếc hàng rất là tốt nhé, hàng này thì vẫn chạy bình thường. Hàng vẫn rất là đẹp, TV đen trắng. Đây có mấy cái điện thoại cổ. Này là máy đánh chữ à? Đây bên này có máy đây. Khoảng gần 6 triệu. 5 triệu, khoảng 5 triệu hay 5 đồng. Gần 5 triệu. Đây là đài Sony, chiếc này mã là CF2580 cho mọi người nhìn, khá là mới. Đây, chiếc này thì vẫn bình thường, dùng không vấn đề gì nhá. Mới nguyên, gần như không xước sát gì. Người ta bọc rất là kỹ nhé. Rất đẹp. Cái này cũng có một chiếc nữa. Nhưng mà chiếc này là hỏng mà. Chiếc này hỏng. Dưới này có một chiếc đài của hãng gì đây? Mitsubishi. Khoảng 800.000 Việt Nam đồng nhé. Chiếc này hỗ trợ chiếc này đến 90 FN 90 thôi, tần số FN 90. Hơi bị xước. Đây mọi người nhìn này, chảy xước ở đây. Mic thu âm này, đây cho mọi người nhìn nhé. Đây bên trên rất là mới, các nút đầy đủ. Đó, mắt đọc vẫn tốt nhé. Đây cho mọi người nhìn, bên trong này nó hơi bẩn một tí, về mọi người xô mọi người dọn vệ sinh đi là được. Đây hai bên góc đều bị xước chảy sơn này nhé. Đây bên này bị chảy một ít này. Ở đây ở dưới này bị mờ đây nha mọi người. Đây là vết xước rồi. Đây là xước rồi. Có cổng mic này, có cắm tai nghe nha. Đây. Đây nó sao cho mọi người. Thank you.
chỗ pin này vẫn rất là còn rất là mới. Trên này cũng bị xước một ít này, không biết là trà nó đi không. Trên này có một chiếc đà, chiếc quạt này, chiếc quạt cổ giá khoảng 700.000 Việt Nam đồng này. Quạt nó vẫn hoạt động tốt nhé, rất lâu rồi. Quạt cổ quay qua giới thiệu ít loa đài nhé, quay qua giới thiệu ít loa. Trên này có con tách băng cối à, giá khoảng 7 triệu Việt Nam đồng bảo hành 3 tháng. Đây mắt xin tốc này, mắt xin tốc C27 này, chiếc này có giá khoảng 26 triệu Việt Nam đồng. Đây bên dưới này có một chiếc lúc man nhé. Đấy, chiếc lúc man mã là SQ38F DMK2 này. Chiếc này khoảng 34 triệu, em tính khoảng đấy nhá mọi người nhá. Tính có thể giá nó sẽ bị lệch một chút ít ấy. Công suất là 60W này, 4 ohm, 8 ohm và 16 ohm nhá, hỗ trợ. Chiếc này vẫn mới nguyên nha mọi người. À, hồi gỗ còn không xước luôn. Cho mọi người nhìn xem. Đấy, hồi gỗ còn không xước nhá. Đẹp thật. Mới tinh luôn này. Cái này chiếc đèn đông mã DCD-S10 hay là mã này, giá khoảng 12 triệu Việt Nam đồng này, bảo hành 3 tháng. Chiếc này còn khiển, còn dây nguồn nhé, còn khiển còn dây nguồn này. Đây, sang bên này có mấy đầu Onkyo MD này, mã là MD124 này, giá là khoảng 2,2 triệu Việt Nam đồng. Chiếc này thì có khiển nha, mới tinh, giải mã 24 20 bit nhé, 24 bit, có hỗ trợ giải mã 24 bit, có cổng quang này, analog này, digital này. Bên dưới cũng một chiếc Onkyo, cũng chiếc này trong mới à, sản xuất à, đây chiếc này sản xuất năm 2001, chiếc bên trên này sản xuất 1994 cơ, gần 30 năm tuổi rồi, bằng tuổi em, vẫn mới nguyên luôn nha. À, không một vết xước cho mọi người, không một vết xước. Đây bên dưới có một chiếc Sony này, để chiếc MD giá là 2,6 triệu Việt Nam đồng. Đấy, chiếc này thì có hỗ trợ ghi từ digital này, tức là ghi nhà từ trên mạng xuống nhá, từ máy tính nhá, kiểu chiếc này không có khiển, chiếc này bị mất khiển rồi, chiếc này chỉ có dây nguồn thôi. Đây cho mọi người nhìn này. Không à, đây của chiếc này rất tiếc, chiếc này có một chút xước ở đây. Đấy, mọi người nhìn này, một chút xước ở đây đây, tiếc thế. Chiếc này mà mới nhìn nét này. Đây bên dưới một chiếc Victor chạy CD và MD luôn. Đấy.
Bên này có một tách mà là C1D. Chiếc này hỗ trợ ghi nhạc nhé. Chiếc này thì không có khiển, không có khiển, vẫn mới nguyên nha mọi người. Đây, nhìn xem, mới nguyên. Bên dưới là một chiếc Sony này, Sony 333SG 3 man, gần 6 triệu đấy. Cũng không có khiển, rất là mới, màu đen, rất là mới, không xước sát gì. Bọc trong túi bóng luôn, không sợ lo bụi bẩn. Bên dưới cũng một chiếc Sony này. Đây, đây có chiếc đài cassette Columbia này. Đây, chiếc này bị hỏng mất rồi. Sang đây là âm ly Onkyo này, âm ly đầu đĩa Onkyo. Dưới này có CD của Techcam này, mã là CD16MK2 này. Chiếc này vẫn mới nguyên. Chiếc này hấp cự IA này là gì? Chiếc này không có khiển này, không có khiển thì phải có hấp cự IA này, em không biết tiếng Nhật nó là gì. Đây một chiếc đầu Marang này, chiếc này sản xuất hai chiếc âm ly. Hello. À đây là âm ly ấy, âm ly nghe bình thường thôi. Chiếc này. Âm ly săn xui nhé, đây cho mọi người nhìn. Chiếc âm ly săn xui này mã là AU9500. Rất là đẹp, mới nguyên. Dưới này một vài chiếc Sony, ở đây thì không có mấy hàng. Em cút phây á kìa. Đây có lúc man này. À đang. Dưới này có một bộ dàn. Quay loa. Này, loa Bluetooth này, loa Bose. Bán tai nghe đây bán đắt thật đấy. Đây có bộ dàn loa Victor này, UXDM8, giá khoảng 1,2 triệu Việt Nam đồng, rẻ vậy. Có hỗ trợ chạy CD luôn, có USB, có USB này, có cả hỗ trợ AirPods này, có cả cọc AUX này. Chiếc này sản xuất 2007. Bao gồm một bộ này, dây nguồn, dây kết nối và điều khiển. Đây rồi. Nay đi ở đây gặp rất nhiều đồ hay ho. Đây có một bộ tách. Tách này hỗ trợ gì đây? Cắm AirPods vào đây à? Chắc vậy. Xong rồi đĩa đấy. Đĩa để lên đây rồi chạy à? Đây mọi người, giới thiệu mọi người bộ Nakamichi này. Ngày trước trong video em có một lần rồi nhá, quay giới thiệu bộ Nakamichi này. Bộ này nghe rất là hay, rất là độc đáo nha mọi người nhá. Đấy, đây nó lộ như thế này, hàng của Nakamichi rất là độc. Giá khoảng 7 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra trên này có một chiếc
bộ loa của Tech. Đấy, có cả đài FM hỗ trợ ở 108 108 nhá. Đấy. Giá khoảng 6 triệu Việt Nam đồng bảo hành 2 tháng 3 tháng. Đấy, hỗ trợ CD này, FM này, AUX này. Hỗ trợ đây là mọi người nhìn. Ở đây, đây có một chiếc đài của Sáp cổ nhá. Đài Sáp cổ. Chiếc này giá là khoảng 9 triệu. Đấy. Không biết sản xuất từ năm bao nhiêu. Không biết năm sản xuất luôn. Nhìn rất là hay. Chiếc này trông bày chắc rất là đẹp đấy. Đây có một chiếc đài Sony FM hỗ trợ 108 này. Đây. Bảo hành 3 tháng. Chiếc này thì có máy thôi, không có dây sạc à. Không có dây sạc, có pin. Quyền sản xuất, Rewa 538. 538 là lâu lắm rồi đấy. Mấy đời ông vua. Mấy đời Nhật Hoàng của bên Nhật này rồi. Ui, chiếc này đây nha mọi người nha. Made in Japan rồi này. Đấy. Đẹp thật. Mới nguyên này. Chiếc đài này mới nguyên này.